Thưa quý vị và các bạn, đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo miền núi Quảng Trị là hơn 26%, giảm hơn 3% so với năm trước đó. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số giảm mạnh ở 28 xã đặc biệt khó khăn theo quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả này có được là nhờ Quảng Trị đã ưu tiên dành nhiều cơ chế, nguồn lực từ chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo động lực quan trọng giúp vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Quảng Trị chuyển mình mạnh mẽ, khởi sắc toàn diện. Thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đắk Rông. Từ nguồn lực 40 triệu của nhà nước, gia đình chị Hồ Thị Thái mạnh dạn vay thêm vốn ngân hàng cùng với công xây dựng của người thân. Đến nay, gia đình chị đã hoàn thành được ngôi nhà vững chãi, đủ để tránh mưa bão. Hiện tại bây giờ đảng nhà nước đã quan tâm đến là hoàn thành một ngôi nhà. Chị rất là mừng, nỗ lực phấn đấu cố gắng hơn nhiều hơn nữa. Là xã vùng sâu vùng xa biên giới của huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, với 100% dân số là người dân tộc thiểu số. Nhờ nguồn lực của chương trình Mục tiêu Quốc gia, đến nay xã A Ngo đã hỗ trợ xây dựng 67 căn nhà cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ 15 hộ gia đình thiếu đất ở và hơn 100 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. Sau khi có đảng nhà nước quan tâm, có vốn hỗ trợ thì hiện nay thì đã chiếm được 80% là nhà khá là ổn định. Được xây dựng từ năm 2022 với số vốn đầu tư 1 tỷ đồng, tuyến đường bê tông nối thôn La Lay này đã giúp bà con không chỉ đi lại dễ dàng thuận tiện, mà còn là cơ hội giúp kinh doanh, buôn bán phát triển. Đời sống bà con rất là nhiều cái thay đổi. Thứ nhất là về là giao lưu hàng hóa này, đấy là trồng xanh, trồng ngô, với lại trồng tràm là rất gần, để là mình chặt đem về đây thì rất là dễ dàng so với chưa có đường hồi xưa thì cực khổ. Trong giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn đầu tư từ chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 ở Quảng Trị là gần 1.500 tỷ đồng. Chưa kể nhiều nguồn lực đối ứng của các địa phương để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả chương trình này, đòi hỏi sự phân cấp mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi cũng kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ nên sớm phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn nữa, mà nên phân cái nguồn vốn về cho địa phương, còn các cái nguyên tắc, các cái tiêu chí, cái lựa chọn các cái danh mục để đầu tư vào các cái dự án nó phải trúng trọng tâm trọng điểm để mà thúc đẩy phát triển kinh tế và địa phương tự làm, tự chịu trách nhiệm. Để đạt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4% một năm, đòi hỏi các cấp chính quyền Quảng Trị luôn phải nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cả về trước mắt và mang tính chiến lược lâu dài.